tất cả mấy ông. Thì hôm nay tôi muốn làm một trận battle về Mirai Fafnir và Super Hyperion. Thì tiện đây tôi cũng muốn trò chuyện một tí với mấy ông luôn, tại vì tôi vừa tìm lại được cái micro của mình. Chuyện là như thế này nè. Thứ nhất là mấy ông khi mà lên kênh của tôi thì đặc biệt đừng nhắc đến thằng Đạt Channel nhé. Tôi mà lại show cu của nó ra thì hơi bị mệt đấy. Và thứ hai là thằng Đạt Channel đó, mấy ông biết lý do tại sao mà tôi lại hay phốt nó không? Tại vì là tôi, thứ nhất là nó làm trò đồi bại với con gái. Thứ hai là nó đã lừa đảo rất là nhiều người. Thứ ba là nó đưa thông tin sai lệch về Beyblade. Và trong cả cái fandom Beyblade thì ai cũng rét nó hết. Cho nên là mấy ông cẩn thận với cái channel đó. Thì cái này tôi đã nói nhiều rồi. Ok, bước tiếp theo là về cái phần là tôi hiện là tôi đang giúp ông bạn kinh doanh cho nên là cũng khá là ngon nha. Ê, what? Mấy ông ơi, pha mới nãy không phải là nóc mà là burst luôn mấy ông ơi. Vừa cầm lên nó đã văng luôn cái Nothing Driver ra rồi. Thú thật là con Mirai Fafnir này khá là dễ burst. Đánh văng ra là boss luôn rồi. Để xem như thế nào nhé. À, và mấy ông nào muốn tìm hiểu kỹ về Beyblade ấy thì cứ việc lên cái group mà hỏi. Nhưng mà khi mà mấy ông hỏi thì cần hình nha, cần có hình nha. Và tôi sẽ đăng những cái bài viết về những con Beyblade Sparking này lên lên cái group đó. Tôi sẽ đăng về những con bay Sparking này lên group đó. Và hiện tại thì tôi chỉ mới đăng bài viết đánh giá về con này có nên mua hay không thôi trên cái group mà gia đình Beyblade Burst Việt Nam. Thì mấy ông cũng có thể lên trên đó để xem qua cái bài viết đó để xem mấy ông có nên mua được cái con Mirai Fafnir này không. Còn nếu như mà mấy ông xem qua không ưng ý á, thì mấy ông khoan hãy mua nhé. Và mua ở đâu thì mấy ông hãy lên group đó và kiếm bạn tên là Hà Mạnh Đạt để mua nhé. Vì đấy bạn đấy là chủ shop của O2 Japanese Shop trên Shopee. Và mình sẽ để cái phần link ở dưới đó. Tôi đây không có quảng cáo vì tiền mà tôi chỉ quảng cáo cho bạn tôi thôi. Vì bạn này khá là uy tín và thân thiện cái kiểu. Chủ shop khá là thân thiện cho nên bạn cứ việc quảng cáo thoải mái. Cứ việc vào comment và hỏi cái kiểu thoải mái. Nhưng mà đừng có bơm hàng người ta nha. Ok, Hyperion 3, 1. Tôi cảm thấy cái con Mirai Fafnir này, thứ nhất là nó dễ burst. Nhưng mà mấy ông, khi mà mấy ông cầm nó lên, mấy ông sẽ không biết nó dễ burst đâu. Mấy ông phải mấy ông nhìn thấy nó văng ra như vậy. Nhưng mà khi mấy ông cầm lên, mấy ông mới phát hiện ra là nó burst. Tại vì nó còn níu giữ cái Nothing Driver lại một tí. Lần này tôi sẽ phóng nhẹ một tí để cho nó spin steel. Thú thật tôi khá là thích battle với con Mirai Fafnir này, tại vì nhìn nó absorb khá là tốt. Absorb tức là khi mà cái Nothing Driver nhấn xuống ấy, nó kiểu êm êm như là kiểu như một chiếc xe được gắn một cái phuộc tốt vào vậy. Nó rất là êm, nó giảm sốc rất là tốt. Và tôi khá là thích khi mà battle với con Mirai Fafnir này. Cảm giác phóng quay cũng khá là rất là êm các bạn. Ok, Hyperion. Lại thêm một điểm nữa rồi. Thì tôi khuyên mấy ông ấy, nếu mà thấy con Fafnir này nó mà bị xuống stamina thì nên chỉnh nó qua mod 6 cánh đi. Mod 6 cánh stamina cao hơn cái mod 3 cánh này. Ok, 24 dành cho Fafnir. À, mấy ông biết tại sao mà cái channel tôi nó lại không có intro không? Tại vì một cái channel chất lượng không cần có intro. Với lại là tôi muốn làm cái gì đó khác biệt. Với lại intro ấy thì rất là khó để đi thẳng vào vấn đề. Cho nên là tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn đấy. Chứ không có để intro nữa, nó sẽ làm mất thời gian của các bạn. Và các bạn khi mà xem đến cuối rồi, tôi sẽ để một cái phần nhạc ending với một cái bài nhạc tên là Walkline Egyptian. Nó trông khá là, nó nghe khá là hay đấy. Nghe khá là hay cho nên là tôi mấy ông nghe đó để sau khi mà bị tôi làm cấu cái kiểu kiểu như thấy bài này ô dở quá thì cũng cảm giác hụt hẫng và cái bài đó có thể sẽ xóa
đi cái phần hụt hẫng của mấy ông, cho nên là đấy là lý do tôi để ending mà không để intro. Và nãy giờ thì ok, tôi sẽ đổi mod của Fafnir xem nó có tiến triển gì hơn không. Ok, đổi mod nha. Oh my god, 3 năm. Bay nào 10 điểm trước thì bay đó sẽ thắng. Các bạn khi mà điều khiển Mirai Fafnir, điểm yếu của nó là khi va vào sàn nó sẽ rất là dễ burst, cho nên là chú ý điểm này nha. Tôi thấy cảm thấy món sáu cánh của Fafnir nó tốt hơn, tại vì nó có đưa ra một số gọi là nhựa, cái phần mà gọi là nhựa chứ nó không có giấu những cái phần đó vào. Và ok, 3 năm dành cho Fafnir. Và bây giờ tôi sẽ chơi tay không thử xem. Thôi không. Và cái điểm yếu của Fafnir này là chassis này khá là dễ cà sàn mà xài nó Nothing Driver. Và cái tôi nói với các bạn nghe này, các bạn nên sử dụng Bearing Driver. Còn Extend Plus thì cũng không nên sử dụng lên con Mirai Fafnir này, tại vì Extend Plus sẽ làm Mirai Fafnir rất là dễ bị ăn nóc ra ngoài nếu như mà nó quá yếu ngay từ đầu. Cho nên là Spin Steel tốt nhất thì các bạn nên dùng Bearing thay vì Extend Plus nhé. Tôi chưa biết gì nhưng mà tôi có thể nói là có thể là Mirai Fafnir sẽ win bằng này. Trên Shopee hiện giờ có rất là nhiều shop bán Beyblade uy tín. Mà đó là suất nào thì tôi sẽ làm cái video sau nhé. À, nếu như mà các bạn đã vào group của tôi rồi thì các bạn sẽ thấy là tôi rất là nóng tính 46 dành cho Trend Pháp Niệm em Mirai Pháp Niệm. Các bạn sẽ biết là tôi là một người rất là khó tính trong đó. Đúng vậy đấy, tôi rất là nóng tính khi mà các bạn tỏ ra vẻ ta đây trước mặt tôi, trong khi các bạn chả biết gì về Beyblade các kiểu. Cho nên là khi mà tôi đã quá gắt thì mong các bạn thông cảm, và tôi cũng không mong các bạn thông cảm đâu, tại vì tôi đã nóng tính ngay từ đầu, các bạn không thể nào cản tôi được. Nói chung thì các bạn chưa hiểu biết về thứ gì đó, các bạn không nên tỏ ra vẻ đã hiểu biết rồi. Nếu gặp tôi chỉ cố kìm nén bản thân và chửi các bạn nhẹ nhẹ thôi, chứ gặp người khác cho nó đấm rồi. Ok, thì để xem cái trận battle này sẽ như thế nào nhé. Ok, 5-6 dành cho Mirai Fafnir. Tôi nói rồi, món 6 cánh của Mirai Fafnir khá là tốt. Cho nên là, vâng, mong các bạn dùng món 6 cánh của Mirai Fafnir nhé. Hyperion vẫn không tấn công được chính Fafnir, thế thì chắc tỷ số sẽ nâng lên đều mất. Ta lại sắp 6 đều rồi. Để xem có phải là 6 đều hay không, hay là Mirai Fafnir. À đúng rồi, Mirai Fafnir nếu như mà phải chi cái combo mà nó thay bằng gì ta? Phải chi combo mà thay bằng cái gọi là Absorb Driver thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Thay vì Nothing Driver như thế này, Nothing Driver nó khá là dễ bị lật. Vâng, và tôi nói đấy, à không, không spin, học không hand spin nữa. Tôi sẽ dùng Launcher. Tại vì rất lâu rồi tôi không hand spin cho nên là tôi vẫn chưa có đủ tự tin vào khả năng hand spin của mình. Tôi đã bỏ về play khá là lâu rồi. Ok. 6 đều. 6 đều. Nhẹ nhàng. Tình cẩn. Ồ cứt 76. Các bạn biết tại sao ăn nóc không? Tại vì tôi đưa ra 3 điểm này, và cái điểm attack của Hyperion đó nằm ở dưới đây. Một điểm attack khá là lớn ở đây, cho nên là nóc con Fafnir ra ngoài rất là chuyện rất là bình thường. Và nếu như mà các bạn cũng có thể làm điều tương tự nếu mà để mót 6 cánh nữa con Valkyrie. Và bạn rất là dễ bị knock ra nếu như mà để mất 6 cánh như thế. Nhưng mà đây là Mirai Fafnir.
và tấn công một phát. Này, wow, 8-6, thế là Hyperion lại sắp chiến thắng rồi các bạn. Và bạn biết tại sao tôi lại có thể kiếm được nhiều bay như thế này không? Thì chắc là tôi bán rất là nhiều bay cũ của tôi rồi. Chỉ đợi là những con bay hiếm và những con bay có thể là tôi dùng để lắp combo thôi, chứ những con bay mà không liên quan thì tôi sẽ không dùng nữa và tôi sẽ bán đó. Bán gần hết rồi, bán gần hết phải rồi. Và tôi cũng có nhận order bay nữa. 96. Rồi Hyperion ơi, sao mày mạnh thế này? Nothing Driver là một điểm trừ khá là lớn của Mirai Pháp Nê. Các bạn nhớ kỹ nha. Ok, 79. Nó là phóng nhẹ thôi nhé. Còn việc tại sao tôi lại không mua Sparking Launcher, bạn biết tại sao không? Đơn giản là vì tôi không có tiền, cho nên là tôi sẽ không dùng nó. Tôi sẽ đợi cho đến cái booster mà phải nói là Left Right Sparking Launcher ấy. 89. Left Right Sparking Launcher ra mắt thì tôi mới làm nó luôn, tại vì tôi nghĩ nó sẽ đáng tiền hơn là chỉ mua mỗi vậy đấy. Nhưng ngoài đời các bạn có thể thấy là tôi là một người khá là hiền và khá là ít gây sự với ai đó. Nhưng mà lên group của tôi xem, các bạn chỉ cần phát ngôn ngu một tí thôi là tôi sẽ đập các bạn ra bã rồi. Và kết quả cuối cùng là 18 và tỷ số đối nghiêng về Super Hyperion. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Thấy thích hãy để lại một like, một subscribe nhé. Lên nhạc. Paintings on the tombs, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, oh, hey, oh, they're falling down like a domino. All the birds are men by the now, they got the money on a bed. Go crocodiles, oh, hey, oh, they snap their teeth on your cigarette. Foreign types with the hookah.